Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án số 04 năm 2024 về phát triển nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu cụ thể của đề án năm 2024 được xác định gồm 3 nhóm chính, phát triển, quản lý đô thị, chất lượng đô thị và giao thông trọng điểm. Theo đó, tổng nhu cầu vốn đề án 04 năm 2024 là hơn 34.000 tỷ đồng, Nguồn vốn đầu tư này được sử dụng từ nguồn lực huy động thông qua triển khai đề án số 05 huy động nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, khai thác hiệu quả mối quan hệ với các đối tác chiến lược, chú trọng vận động và thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn, tập trung hỗ trợ các dự án lớn có sức lan tỏa để hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư, hệ thống dự án phụ trợ, làm cầu nối thu hút các nhà đầu tư mới, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt và thực hiện hiệu quả các quy hoạch, tạo nhiều quỹ đất sạch, giải quyết các vấn đề về chính sách tài chính làm cơ sở để xúc tiến thu hút đầu tư